Kính chào các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin 39 hòm kẽm từ Anh về Việt Nam, Đảng lo mất mặt. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều hình ảnh đó là sự đau khổ của 39 gia đình nạn nhân đã có người thân chết tại Anh trong chiếc container đông lạnh tại gần London. Và cho tới thời điểm này, chính phủ hai nước Việt Nam và Anh vẫn liên tục bàn thảo phương án để đưa thi hài những người này về nước. Và đặc biệt đau khổ đó là gia đình của 39 nạn nhân vẫn chưa biết người thân của họ chừng nào sẽ được đưa về Việt Nam và sẽ đưa về bằng cách nào. Và bởi vì hiện nay Anh và Việt Nam vẫn chưa thống nhất được cách đưa 39 xác nạn nhân về Việt Nam bay từ London về Hà Nội theo hình thức thiêu hoặc đưa nguyên xác. Và đây là một thông tin rất mới mà chúng tôi xin chia sẻ thêm của các bạn đã được đăng tải ngày hôm nay trên mạng truyền thông quốc tế. Vụ 39 người chết ở Anh hồi hương thi thể tốn kém như thế nào? Điều lân cấn lớn nhất trong việc đưa thi thể 39 người Việt Nam tử vong trên đường nhập cư lậu vào Anh không phải là thủ tục mà là tiền bạc. Một gương mặt quen thuộc trong làng giải trí của người Việt Nam hải ngoại từng tham gia xử lý một vụ chuyển thi thể từ Mỹ về Việt Nam đã cho biết như vậy. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất gần là hãng hàng không này đã vận tải một cái người đã cũng bị mất tại Anh đi ra một nước khác và họ đã được cho vào thùng kém như vậy để bảo quản và sau đó được đưa đi rất xa và vẫn đảm bảo cho việc giữ thi hài đủ nhiệt độ. Và danh tính của 39 người Việt Nam bị chết ngạt và chết cóng trong thùng container đông lạnh tại Anh đã được hai nước xác minh tới thời điểm này là xong và đại sứ quán Trung Quốc tại Anh không còn tham dự vào vụ này, nhưng họ cũng không giải thích vì sao có rất nhiều nạn nhân người Việt Nam đã dùng hộ chiếu của Trung Quốc mà vẫn chưa được đưa ra thông tin cụ thể. Đây là hình ảnh của uh, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đang trả lời báo chí trong thời gian vừa qua về vụ 39 người chết. Hiện giờ việc xác định danh tính 39 nạn nhân tử vong hôm 23 tháng 10 trong thùng xe đông lạnh từ Bỉ đến Essex, Anh Quốc đã hoàn tất. Tất cả là người Việt Nam, chủ yếu đến từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Công an Việt Nam sau khi sang Anh phối hợp với các cảnh sát Anh đã cho biết như vậy. Vấn đề kế tiếp là làm sao chuyển các thi thể này về lại quê hương. Gia đình các nạn nhân nói rằng họ mong được nhận thi thể để mai táng ở quê nhà. Trong khi đó, truyền thông quốc tế đưa tin rằng chính quyền sở tại đã đến thuyết phục. Thân nhân chấp nhận phương án nhận lọ cho cốt mà thôi. Và việc đưa nguyên thi thể nạn nhân về Việt Nam thì rất phức tạp vì quá nhiều người chết một lúc tới 39 chiếc hòm. Và đây là hình ảnh cái ngăn lạnh bảo quản thi thể ở nước ngoài sẽ được giữ làm sao. Đó là nhiệt độ rất thấp để có thể giữ được rất lâu, phục vụ cho việc điều tra cũng như bảo duy trì chiếc xác này không bị thối rữa Quá trình phức tạp. Trao đổi với truyền thông Mỹ, ông Dũng thay Taylor, từ khu Little Gòn thuộc bang California, người vừa tới tận hiện trường vụ án án mạng bên anh để tìm hiểu về thảm kịch này nói rằng đưa thi thể là một việc hết sức phức tạp. Thứ nhất là về mặt an ninh, phải làm sao đảm bảo không có ai đưa những vật ngoài, những vật hàng cấm không an toàn vào thi thể để được đưa và chuyển về Việt Nam. Ông Dũng cho biết, ông Dũng, ông cũng từng tham gia vào việc hồi hương thi thể diễn viên hài anh Vũ về Việt Nam, người qua đời đột quỵ và đột ngột tại, khi đang lưu diễn tại Mỹ vào hồi đầu năm vừa qua. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ với những cái tủ trong nhà xác như vậy thì mỗi người tại châu Âu mỗi người sẽ được ở một nằm ở một ngăn và hiện nay 39 thi thể của người Việt Nam vẫn đang được bảo quản tại Anh theo một hình thức tương tự như vậy. Và việc bảo quản 39 thi thể trong nhà xác ở Anh được cho là rất tốt nhưng chưa biết sẽ giữ nhiệt độ cho thi thể trên chặng đường vận chuyển rất dài từ Anh về Việt Nam ra sao bởi vì số lượng một lúc rất lớn tới 39 thi thể một lúc. Và đây là hình ảnh của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh hôm ngày 2 tháng 11 đã gửi lời chia buồn tới gia đình 39 nạn nhân người Việt Nam đã chết tại Anh. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời chia buồn và ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì không đoái hoài gì đến 39 nạn nhân này và ông cũng không chia buồn. Đây đây là cái điều rất đặc biệt của một chủ tịch một nước với gần gần 100 triệu dân thì đây là một câu hỏi dành cho rất nhiều người Việt Nam cũng trong và ngoài nước về ông Nguyễn Phú Trọng. Thứ hai là phải đảm bảo thi thể trong nguyên cuộc hành trình không bị hư hỏng thối rữa trong một cái hòm đóng kín. Ông nói thêm ở Việt Nam khí hậu nóng, nếu thi thể không được bảo quản đúng mức thì sẽ rất rắc rối. Tuy nhiên, trong khi vụ tử vong của diễn viên anh Vũ là một việc cá nhân nên gia đình và người thân phải đứng ra lo hết thủ tục này đến thủ tục kia. Thì trong vụ 39 người Việt Nam chết tại Anh, mọi thủ tục được kênh ngoại giao hai nước Anh Việt giải quyết. Ông Dũng cho thêm biết thêm, cho nên không còn gặp khó khăn gì về mặt giấy tờ nữa. Chính phủ Anh đã nhận dạng 39 người và xác định được nguyên nhân cái chết và đã chuyển giao cho chính phủ Việt Nam. Còn đối với anh Vũ thì gia đình phải chờ khám nghiệm và tuyên bố nguyên nhân tử vong xong xuôi hết thì mới được nhận thi thể, ông cho biết. Và theo điều tra của chúng tôi trong thời gian vừa qua chính những người lái xe tải chở những container đông lạnh họ nói rằng với chiếc container đông lạnh đó nếu người Việt Nam và sống ở trong đó và ít quần áo thì chỉ trong vòng khoảng 15 phút là có thể sẽ bị chết vì đông cứng vì chiếc xe đó khi nổ máy thì nó sẽ tạo một nhiệt độ âm tới 15 độ và hơn nữa trong thời gian rất ngắn và đấy là cái điều mà có lẽ những người Việt Nam ở trong đó đã chết. Và điều thứ hai mà những người lái xe tải đường dài ở châu Âu họ miêu tả lại với chúng tôi rằng ở trong đó cũng rất kín và với 39 người thở ở trong một cái môi trường kín như vậy thì rất nhanh chóng hết oxy và người ta cũng rất nhanh chết. Và bên cạnh đó, thông tin của báo chí quốc tế cũng đăng tải thêm nếu chuyển bằng đường hàng không dân dụng thì mỗi máy bay cũng chỉ có thể mang theo từ 2 đến 4 thi thể mà thôi. Vậy thì phải cần từ 10 đến 20 chuyến bay mới có thể chở hết 39 uh, cái xác nạn nhân từ Anh về Việt Nam. Và đây là hình ảnh của một trong những cái chuyến bay như vậy, họ dùng để chở hàng hóa và có thể chở kết hợp chở thêm thi thể. Uh, theo ông Dũng, các thi thể có thể được vận chuyển bằng máy bay thương mại như là một hàng hóa đặc biệt và được thông quan trước nên vào trước và ra trước. Thi thể nằm trong khoang đặc biệt bên trong có uh, dụng cụ ướp lạnh, ông nói và khi biết đi quá cảnh và nối các chuyến bay, thi thể sẽ gửi và được các nhân viên sân bay chuyển từ máy bay này sang máy bay khác như mọi hàng hóa khác. Đây là như hình ảnh các bạn đang xem ở đây. Đây là trung chuyển hàng hóa. Theo như lời ông Dũng nói thì mỗi chuyến bay thương mại sẽ có chỗ để vận chuyển từ 2 đến 4 thi thể. Cho nên nếu đem 38 thi thể, tức là 39 thi thể, một thi thể được thân nhân đồng ý nhận cho cốt rồi thì như vậy là còn có 38 thi thể. Về thì phải chia ra nhiều chuyến, đi nhiều hãng, còn nếu chưa đi hết một lần thì phải thuê một chuyến bay riêng, ông giải thích như vậy. Cũng có những thông tin khác cho biết thêm bản thân nhà cầm quyền tại Việt Nam đang rất lo sợ khi một lúc có tới 38 chiếc hòm đựng xác chết là thanh niên, thiếu nữ và trẻ em Việt Nam được gửi trả từ Anh Quốc về Hà Nội. Đối với quốc tế và dư luận thì đây sẽ là một đòn cực mạnh đánh thẳng vào bộ, vào bộ mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam khi họ luôn tuyên truyền chế độ uh, chủ nghĩa xã hội là ưu việt nhất. Giờ đây, các bằng chứng cho thấy điều đó hoàn toàn đã ngược lại. Và ngoài ra, nếu thiêu cả 39 xác này thì có thể thuê riêng một thùng chứa hàng của hãng hàng không để xếp tất cả các lọ 39 lọ này vào một chuyến bay duy nhất và mang về Việt Nam, nhưng theo nhiều ý kiến của các gia đình nạn nhân thì làm cách này không chắc họ có nhận được đúng cho của con cháu mình hay không, bởi vì họ không được tận mắt chứng kiến cái hình ảnh thiêu lúc đó. Và đây là hình ảnh của cái lọ đựng cho mà các công ty mai táng hay dùng để hỏa táng tại nước ngoài. Nếu còn vận chuyển cho cốt thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn, ông Dũng nói. Sau khi kiểm tra xong thì cho cốt sẽ được cho vào hũ, được niêm phong lại theo thủ tục an ninh. Cho cốt khi về đến Việt Nam thì Hải quan Việt Nam sẽ kiểm tra lại đúng là cho cốt thì sẽ cho nhận, ông nói thêm. Vâng nhưng mà với những cái thông tin các bạn cũng thấy thời gian vừa qua tại các cửa khẩu có sân bay nội bài, hàng hóa và rất nhiều những thứ khác đã bị lẫn lộn và bị mất mát, thậm chí bị cháo thì thân nhân họ lo lắng, họ không nhận đúng xác, không đúng nhúng đúng cái lọ cho của con họ là một cái điều cũng cần phải cân nhắc. Ông cho biết thêm Uh, nếu giải quyết theo phương án hỏa táng thì tất cả 39 cho cốt có thể được đóng chung vào một kiện hàng và gửi trên cùng một chuyến bay. Còn nếu như thân nhân ở Anh thì uh, thân nhân có thể ôm theo cho cốt uh, lên máy bay như một hành lý sách tay. Chi phí rất đắt đỏ. Ông Dũng nói qua tìm hiểu tận nơi trong chuyến đi Anh vừa rồi, ông biết được được chi phí để đưa thi thể từ Anh về Việt Nam giao động từ 8.000 đến 15.000 bảng Anh. Cho một thi thể, tùy theo đi bằng hòm sắt, rẻ hơn hay đi bằng hòm gỗ kín, lại hết trong khi đó, chi phí để hỏa táng mỗi thi thể bên Anh chỉ có từ 500 đến 700 bảng Anh mà thôi. Ông chia sẻ thêm cái thông tin đó. Và thêm nữa, nếu nhận đủ 39 nạn nhân nguyên xác thì làm cách nào trở uh, họ về tận Mãi Hà Tĩnh, uh, Nghệ An và những cái tỉnh khác uh, có những người tính toán cho rằng phải mất thêm chi phí khá lớn để thuê các đội xe ô tô tư nhân để thực hiện điều này. Và đây là một dịch vụ cho thuê xe ô tô vận chuyển từ sân bay nội bài, có thể đi Nghệ An, Hà Tĩnh hoặc là những cái tỉnh khác khi thân nhân họ có yêu cầu, nhưng số tiền cũng khá cao. Vấn đề rắc rối của phía chính quyền Việt Nam là nếu nhận hết 39 thi thể này về đến sân bay nội bài, thì quãng đường vận chuyển còn lại từ nội bài về đến quê nhà nạn nhân thì ai sẽ lo? Ông Dũng nhận định và cho biết chi phí để thuê một xe thùng lạnh đưa thi thể từ Hà Nội về đến Nghệ An hay Hà Tĩnh lên đến cả trăm triệu đồng. Do đó vấn đề này Uh, bên Anh cũng đã khuyên với Việt Nam nên nhận cho cốt vì nhanh gọn hơn. Ông nói rằng ông hoàn toàn thông cảm với nguyện vọng của các gia đình nạn nhân là muốn nhìn mặt người thân của họ lần cuối trước khi ăn táng, nhưng số tiền thì ai sẽ lo? Tôi nghĩ nguyện vọng, nhìn mặt người thân lần cuối cũng không phải là quá đáng. Tôi có bốn người con nên tôi rất rõ và hiểu và chia sẻ với họ. Ông Dũng đã nói như vậy. Nhưng đòi hỏi vào cái gì cũng phải nằm trong điều kiện của mình, còn khi vượt khỏi tầm kiểm soát của mình thì được cái gì thì nên chấp nhận cái đó. Ông Dũng nói thêm và nhiều gia đình có thể nhận lọ cho nhưng họ cũng muốn sang tận Anh nhìn mặt con lần cuối trước khi đen đi thiêu để cho chắc chắn rằng đó đính chính là lọ cho của con mình nhưng họ không có tiền để chi trả cho chuyến đi này. Và đây là hình ảnh của Thủ tướng Anh Boris Johnson tới đặt hoa viếng 39 nạn nhân người Việt tại phía đông London ngày 28 tháng 10 năm 2019. Khi được hỏi nếu các nạn nhân này có thân nhân bên Anh thì có thể nhờ họ đứng ra lo liệu được không? ông nói rằng những thân nhân này tình trạng cư trú cũng rất bấp bênh nên không dám đứng ra vì sợ lộ mặt à, có nghĩa là những cái người này cũng là thường không có giấy tờ và khi họ lộ mặt ra để họ nhận cho à, thì cũng có thể họ sẽ bị bắt ngay và họ sợ rằng bị như vậy nên là họ cũng không dám nhận còn nếu à, để các gia đình từ Việt Nam sang Anh cho họ nhìn mặt người thân của họ lần cuối rồi mới hỏa thiêu đem cho cốt về ông Dũng nêu vấn đề là họ có đủ chi phí để đi hay không nếu như họ có đủ chi phí của anh thì tại sao lại không đủ chi phí thuê xe đông lạnh vận chuyển thi thể từ sân bay nội bài về quê hương, ông lập luận. Các gia đình nói là họ không có tiền, họ muốn nhìn mặt người thân nhưng lại muốn chính quyền tài trợ hết. Do đó theo ông Dũng, nếu có thân nhân ở Việt Nam nóng lòng thì cách nhanh nhất là nhận lại cho cốt, còn nếu không thì phải chờ đợi trong nhiều tháng nữa để chính phủ hai nước có thể bàn thảo. Theo dư luận hiện nay thì phần lớn người dân Việt Nam không muốn chính phủ bỏ tiền ngân sách ra để đưa các thi thể nạn nhân về nước ông Dũng đã nói như vậy. Và cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi vẫn tranh cãi và chia rẽ theo nhiều ý kiến trái chiều khác nhau về việc đưa thi thể của 39 người Việt Nam từ Anh về Việt Nam. Đây là hình ảnh sinh hoạt của một nhóm cộng đồng người Việt Nam tại Anh Quốc. Về phản ứng của người Việt Nam ở Mỹ, nhất là ở quận Cam, nơi có đông đảo người Việt, ông Dũng nói qua quan sát và ông thực tế ai cũng thương tâm và chia sẻ, nhưng phần đông cho rằng nên đem cho cốt về. Một phần vì chi phí quá cao, một phần vì thi thể được uh, chữ lạnh đã biến dạng, hình ảnh lần cuối có thể sẽ ám ảnh gia đình cả đời. Ông giải thích như vậy. Ông Dũng cho biết uh, trong cộng đồng người Việt khi xảy ra trường hợp du khách từ trong nước qua Mỹ tử vong hay Việt Kiều uh, về nước chết đột ngột thì rất nhiều trường hợp chuyển thi thể trở về. Ở cả Mỹ và Việt Nam thì ai muốn cũng muốn đem thi thể về để chôn cất nhưng đó là những nhà có điều kiện và mọi thứ nằm trong tay của họ. Ông Dũng nói thêm và sống trong một đất nước theo thể chế chủ nghĩa cộng sản, chế độ xã chủ nghĩa, dường như thân phận của hàng triệu công dân của nước này đã không được đảng và chính phủ Việt Nam quan tâm đúng với quyền mà đáng lẽ ra họ được hưởng. giờ đây khi họ không thể sống được trong nước vì mưu sinh, các thanh niên, thiếu nữ thậm chí là cả trẻ em Việt Nam đã phải bỏ xứ uh, ra đi và mưu cầu có một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi xứ người. nhưng khi họ gặp nạn và chết một cách đau đớn trên hành trình này, thì đảng và chính phủ Việt Nam chỉ cần bớt xây tượng đài Hồ Chí Minh tại quê hương miền Trung của chính họ. Dành kinh phí đó đưa các thi hài công dân của mình về nước theo như nguyện vọng của các gia đình nạn nhân được nhìn thấy mặt con lần cuối. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và bật nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo chấm để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.